đời con. Em biết có khi dù em biết có khi thì thào, có khi ồn ào ầm ầm và bão biển dữ. Cuộc đời không em trôi từ khi có Covid, thay đổi toàn thế giới, thay đổi cách nghĩ suy. Những câu hát này được nghệ sĩ Thanh Bạch sáng tác ngẫu hứng ngay trước bưu điện thành phố. Nam nghệ sĩ đeo khẩu trang, ôm đàn, cất tiếng hát thu hút sự chú ý của những người qua đường. Thanh Bạch cho biết anh sáng tác những câu hát này đơn giản chỉ là để cổ vũ tinh thần mọi người trong giai đoạn chống dịch Covid-19. Hôm nay Thanh Bạch rất là tình cờ để đi một cái ngày rảnh rang để đến bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Và nơi đây phải được thử nhiệt độ và đặc biệt là các bác bảo vệ nhắc mình. Phải nhớ nha, không có được tháo khẩu trang ra. Thật ra Việt Nam chúng ta may mắn, chưa có dịch bệnh gì hết thì mọi người, nhất là phụ nữ, cũng đã trùm che chắn rất là kỹ khẩu trang đeo khi ra đường. Sợ nắng táp, nắng đen mà. Và cái xứ châu Á của mình thì sợ bị da đen. Cho nên cái điều việc đeo khẩu trang để bảo vệ sắc đẹp và nó chuyển qua đeo khẩu trang để bảo vệ Covid thì Việt Nam là một trong những quốc gia may mắn có truyền thống đeo khẩu trang. Còn những xứ mà chưa hề đeo khẩu trang thì thật là khó chịu, thật là cảm thấy bất tiện và thậm chí họ ngột ngạt này kia. Nhưng mà tất cả những điều đó nó không quan trọng bằng là chúng ta phải bảo vệ bản thân mình và bảo vệ người khác, thì đây là cái trách nhiệm. Ngày 5 tháng 8 năm 2020, tại buổi họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu xử phạt những người không đeo khẩu trang nơi công cộng. Đây được xem là quy định cần thiết trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. Về phía Thanh Bạch, nam nghệ sĩ cho biết anh hoàn toàn đồng ý với quy định này. Anh nghĩ là đối với Việt Nam thì không ai phản đối đâu. Tại vì cái điều đó bảo vệ cho chính mình và bản thân mà. Đường phố của Sài Gòn nếu cái giờ này bình thường thì đông lắm luôn á. Nhưng mà bưu điện cũng không đông lắm. Các cái khu công viên, các cái siêu thị, mọi thứ, mọi người đều rất là ý thức và bảo vệ bản thân mình. Không dẫn con em ngày hè đi đây đi đó, đáng lẽ là phải đi chơi với nhau. Nhưng không, vì thời Covid này cho nên phải bảo vệ bản thân. Đó là điều hết sức và cái chỉ thị này anh nghĩ sẽ được toàn dân ủng hộ. Con Covid thế hệ mới nó còn nguy hiểm hơn là con Covid cũ nữa cơ. Thế thì nếu mình đọc thông tin và hiểu điều này thì anh nghĩ người dân không có quy định thông báo thì vẫn có thể đã đeo khẩu trang rồi. Còn đây là một cái nhắc nhở của nhà nước để mọi người tuân thủ cho nó tốt và cái điều đó nó tốt cho cả quốc gia. Không chỉ bày tỏ quan điểm về việc đeo khẩu trang, nghệ sĩ Thanh Bạch cũng chia sẻ về dự án thiết kế và trang trí khẩu trang theo nhiều hình thức khác nhau được anh ấp ủ từ trước. Thanh Bạch cho biết dự án này xuất phát từ việc anh mong muốn làm mới những chiếc khẩu trang bằng những hình thù thú vị và thời trang hơn.